Nếu mà bạn đang nuôi một bé mèo vào một ngày đẹp trời, các bạn về các bạn thấy mèo như thế này, đó đó nó làm gì đó mọi người, nó làm gì vậy trời, tự nhiên lăn lộn, các bạn cảm giác đầu tiên là tự nhiên bất ngờ, sau đó sợ không biết con bé bị gì. Chúng ta sẽ lên mạng tham khảo đúng không ạ, Google khảo thì đó, đó, đó. Em lăn lộn như thế đó, đó. Mốt còn là con gái hiểu mệt quá đi, em biểu coi đây đây sao đó. Các bạn thấy không, cái phần mông một chậm lên như thế này nè là bé bé đang gào được cả mọi người. Tối bé sẽ gào thảm thiết vậy, kiểu như là em bé khóc nữa mọi người nha. Mọi người thấy đó không? Thèm trai đó mọi người, đó, không biết gì trời, không biết trời đất là gì trơn, nó thèm trai rồi, nó thèm trai rồi nè mọi người ơi, nó thèm trai lắm luôn rồi đó. Bản mạch của bảy mèo thèm trai này mọi người, các bạn kiểm tra phần này nè, phần âm đạo của bé nó sẽ ra nước rất là nhiều nha mọi người. Chúng ta kích thích thì bé sẽ trọng mông và âm đạo ra nước rất là nhiều, khi đó là bé đang gào được cả mọi người, tức là bé tới chu kỳ động dục rồi. Thì vậy thì chúng ta sẽ kiếm bạn trai cho em, thì tùy vào sở thích nhu cầu thì của các bạn thì bạn có thể tìm một bé mèo được nhà các bạn nuôi mèo đặc sản thì chúng ta sẽ cho phối giống thôi. Không thôi thì tùy vào nhu cầu sở thích, bên mình có rất nhiều mấy đực khác nhau, thành ra sẽ giá phối giống khác nhau mọi người. Giá mỗi phối giống sẽ khác nhau. Nếu bạn nào có nhu cầu tư vấn, các bạn hãy liên hệ vào số điện thoại bên này nha. 0347.400088 nhé. Xin chào, bye bye.